Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn bài toán. Bài toán đấy, nitơ tác dụng với hydro. Thế thì trước hết là thầy hướng dẫn về cái tỉ khối đã, khái niệm về tỉ khối. Thầy cứ hướng dẫn đây, tí nữa em sẽ ghi chép lại sau nhá. Khái niệm tỉ khối, cái tỉ khối là cái gì? Đấy, ký hiệu là D của A trên B thì bằng MA trên D trên MB. Thế còn nếu nếu A là hỗn hợp khí thì thay thay cái MA này là mở trung bình của A, được chưa? Vậy thì mở trung bình là cái gì? Mở trung bình của A là, ví dụ có hai khí chẳng hạn, thì nó chính là M1N1 cộng với M2N2 trên tổng N1 cộng N2. Đấy, bây giờ thầy ví dụ như này, ví dụ hỗn hợp của chúng ta có khí nitơ, ví dụ này nitơ là 0,1 mol chẳng hạn, rồi hydro là 0,2 mol chẳng hạn. Đấy, thì từ đó ta suy ra m trung bình của hỗn hợp A, giả sử đây hỗn hợp A đi. Đấy, thì sẽ bằng nitơ mà lớn là 14 nhân với 2 nhân với 0,1 nhân 0,1 cộng với hydro là 1 nhân với 2, vì hydro là 1, có 2 nguyên tử hydro nhân 2 và nhân số mol 0,2. Đấy, sau đó thì mình chia cho tổng mol là 0,1 cộng 0,2. Đấy, bây giờ mình bấm cái số này ra, em bấm ra xem nó ra bao nhiêu. Em bấm ra nó bằng 10,6 7. Đây đây chính là m trung bình. Đấy, vậy em thấy là ta có một nhận xét là m trung bình A thì nó luôn lớn hơn m 1 và nhỏ hơn gì nhỉ, là m 2. Em thấy cái 10,6 này, đấy, 16 này nó rõ ràng là lớn hơn 2 là của hydro này, và nó nhỏ hơn 28 là của gì nhỉ, nitơ, của nitơ. Vậy thì có nghĩa là m trung bình đấy nó luôn đứng giữa nhá, m trung bình nó luôn đứng giữa. Để tô đen vàng này vào cho nó rõ, tại m trung bình này nó luôn đứng giữa hai cái m, một cái m lớn và cái m nhỏ, thì m trung bình nó luôn đứng giữa. Rồi, em hiểu vấn đề chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học sang cái phần thứ hai, đó chính là sơ đồ đường chéo. Phần hai là sơ đồ đường chéo. Thì sơ đồ đường chéo là nó như thế nào? Đây, đơn giản này thôi, ta có m trung bình ở đứng giữa. Đấy, phía trước là ta có m1, m2. Thế thì cái đường chéo này như thế nào? Đấy, đường chéo như thế nào? Có nghĩa là như thế này. Đấy, từ m1 đến m và ta chuyển thành cái đường mũi tên đường chéo này, thì ta cứ lấy cái to trừ cái nhỏ thôi. Đấy, m trung bình và m1, cái nào to hơn ta trừ. Đấy thế. Ta chưa biết được nào to hơn đâu. Đấy, M2 đến M xong rồi đến cái đường cái mũi tên này, thì cứ lấy cái to cho cái nhỏ. Nhưng mà ta tổng quát như này, ta chưa biết nào to nào nhỏ cả. Thầy cứ biết thầy cứ biết chia đối cho nó chuẩn. Biết chia đối cứ M trung bình trừ đi M1. Cái nào to hơn ta trừ, nhưng mà ta chưa biết được thì thầy cứ tổng quát chia đối M trung bình trừ đi M2. Đấy. Ok, giả sử số mol, giả sử số mol của hỗn hợp là của m1 là x, số mol của m2 là y. Vậy từ đó ta sẽ có cái tỉ số đây, x trên y nhé, lấy cái này trên cái này này, và cái này trên cái này. Đấy, x trên y
thì bằng mà trung bình trừ mà 1 trừ mà 2 đấy, trên mà trung bình trừ mà 1. Đây chính là cái công thức nó gọi là sơ đồ đường chéo. Thế cái sơ đồ đường chéo này dùng để làm gì? Dùng để lập được cái tỷ số về số mol của mỗi chất khi chúng ta biết về cái mặt trung bình. Đấy, dùng để lập tỷ số. Để khi biết mặt trung bình. Thầy tạm dừng đã. Nào, vậy thì bây giờ thầy lấy ví dụ nhá. Thầy lấy ví dụ này. Sơ đồ đường chéo dùng làm gì? Đây ví dụ này. Một hỗn hợp nitơ và hiđro có thể khối đối với hiđro là 4,9. Đây ví dụ này. Một hỗn hợp. Đấy, hỗn hợp là thử hỗn hợp A đi. Đây, có D của A so với hiđro bằng 4,9. Bây giờ yêu cầu là lập tỷ số. Số mol của N2 so với H2 bằng bao nhiêu? Đây, hỗn hợp A này gồm có hai khí, thầy thiếu nhé. Khí nitơ và hiđro. Thì như em thì đầu tiên là đặt cho thầy số mol của hiđro ở trên đi, x đi. Số mol của nitơ ở trên y đi. Đấy, xong thì em biết mà lớn của hiđro chính là 2. Mà lớn của nitơ là 14. Nhà chúng ta có mol trung bình. Mol trung bình đây, đầu tiên là phải D của A so với hiđro bằng 4,9. Để suy ra là trung bình của A trên 2 bằng 4,9. Thì suy ra mol trung bình của A bằng bao nhiêu? 9,8. Mol trung bình của A là 9,8 trước đã. 9,8 là ở đây. Hai cái đầu là hai cái số quan trọng. Ta cứ lấy cái to rồi cái nhỏ. Đây. Đây ta thấy cái 14 này mới lại 9,8 này. Hai cái này cái nào to hơn này? 14 trừ đi. Đúng rồi. 14 to hơn thì trừ đi. 14 trừ 9,8. 4,2. Rồi, ở cái dưới như thế là 9,8 là 2, cái nào to hơn ta trừ. 10,8. Đấy. Thế bây giờ lập tỷ số, vậy đó suy ra x trên y bằng 4,2 trên 7,8. Đấy, xong em bấm máy tính đi cho thầy xem ra bao nhiêu. Như chờ suy giảm thôi. Em bấm 4,2 trên 7,8 thôi. 7/13. Thầy tính phân số luôn. Phân số. Ừ. 7/13. 7/13. Thế thì lúc đấy em có quyền chọn em ạ. Có quyền chọn x bằng 7 luôn và y bằng 13 luôn. Bởi vì người ta chỉ hỏi là tỷ số thôi mà. Ừ, tỷ số. Vậy thì lúc có thể chọn. Có thể chọn x bằng 7 và y bằng 13. Đấy, sau đó để mình sẽ tính toán tiếp. Thế là em đã học phần thứ ba. Phần 3 chính là sơ đồ 3 dòng. Sơ đồ 3 dòng. Đấy. Giải bài toán. Bài toán nitơ tác dụng với hiđro. Thế thì nitơ tác dụng hiđro ấy thường là nó xảy ra không hoàn toàn. Phản ứng này thì nó là phản ứng thuận nghịch theo hai chiều. Vì vậy mà nó hay liên quan đến cái hiệu suất nitơ và hiđro phản ứng không hoàn toàn. Đấy.
thì hiệu suất phản ứng như thế nào? Thế là hiệu suất của phản ứng H, H sẽ bằng mol phản ứng trên mol ban đầu như 100 công thức này, hoặc là bằng n thực tế trên n lý thuyết. Nhân 100. Đây, chúng ta có hai công thức tính hiệu suất. Thế nhưng mà vấn đề là chúng ta tính theo n phản ứng của chất nào, chúng ta bắt đầu của chất nào. Đấy, thì như này, chúng ta viết trong phương trình ra. Nitơ này cộng với hydro này cân bằng thành NH3 này cân bằng với 2 là 3 này. Đấy, sau đó em tính thành ban đầu. Ban đầu giả sử em tính được số mol của nitơ là A, số mol của hydro là B, và tất nhiên là cái NH3 này có thể chưa có hoặc có thể có, nếu chưa có thì là không, mà nếu có sẵn thì là mối C ở đấy phản ứng. Ta sẽ biết được là phản ứng này xảy ra, chưa biết phản ứng xảy ra này là nitơ hết bao nhiêu mol và hydro hết bao nhiêu mol. Vậy là tổng quát đi, giả sử số mol phản ứng của hydro là gần của nitơ là x, vậy thì số mol phản ứng của hydro sẽ là lấy x này. Đây, em lấy x này nhân chéo này. Đấy, và chia thẳng lên trên này. Về số mol phản ứng của hydro chính là 3 và x. Số mol sinh ra của NH3 cũng thế, x nhân 2 chia 1 là 2x. Đấy. Rồi, vậy thì sau phản ứng, sau phản ứng thì số mol nào mất đi ta trừ thôi. Đấy, vậy thì nitơ còn là A chứ x, thế còn hydro sẽ là B chứ x. Thế còn của NH3 là sinh ra thì mình sẽ cộng vào, cộng vào là 2x. Đấy, đây là sơ đồ ba dòng như này. Thế thì cái hiệu suất của phản ứng bây giờ tính theo cái nào? Hiệu suất ở H là tính theo thế nào? Theo chất nào, chất mà có cái tỷ số nhỏ hơn, đây ta xét cái A này này trên cái B này, A trên 1 đấy, so với B trên 3, cái tỷ số nào nhỏ hơn thì sẽ tính theo đấy, tính theo chất có cái tỷ số nhỏ hơn. Tỷ số nào? Nó là A trên 1 và B trên 3. Số nào nhỏ hơn thì chất đó sẽ được tính theo cái chất có tỷ số nhỏ hơn. Thì H tính theo chất đó. Rồi. Đấy là lý thuyết cơ bản. Thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết cơ bản này vào giải từng bài tập cụ thể. Đấy. Đây là thầy ví dụ nha. Rồi, bài 1. Bài 1 chính là cái dạng 4 đấy. Dạng 4 của tài liệu. Tóm tắt đề này. Hỗn hợp. Đối với hỗn hợp A đi. Gồm là nitơ và H2 có D của A so với hydro bằng 1,9. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chỗ hỗn hợp đi qua xúc tác nung nóng, người ta thu được một hỗn hợp mới. Rồi, cho thằng này đi qua xúc tác thế độ này tí là xúc tác ta thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B đi. Đấy, hỗn hợp B chắc chắn là hỗn hợp B là cái gì biết rồi, là gồm nitơ và hydro còn dư này và NH3 mới tạo thành này. Đấy. Và tỷ khối của hỗn hợp này là D của B là so với hydro bây giờ là 6,125. Rồi, yêu cầu tính hiệu suất chuyển hóa, tính hiệu suất chuyển nitơ thành NH3. Tính hiệu suất nitơ
trước hết là chúng ta lập tỉ số để tính được cái tỷ lệ như lần trước đã. Đây, đây cái chỗ này là tính sẵn rồi. Đấy, là tính sẵn là x trên y bằng 7/3, ta chọn x bằng 7, y bằng 3/13. Được rồi, nhưng mà ta cứ viết lại nhé, viết lại cho nó liền mạch. Đầu tiên là ta có phối hợp A, D của A trên H2 bằng 4.9, suy ra M trung bình của A bằng 9.8. Còn đặt cho đường chéo là hydro là 2, nitơ là 1.28, x y M trung bình là 9.8. Đấy, xong người ta lấy cái to chứ cái nhỏ. Đấy, 4.2. Nitơ cái này hình như là lúc nãy thì nhầm như sao ấy, thầy làm nhầm, thầy nhầm, thầy làm nhầm là 28 chứ không 14, đúng rồi, chỗ này làm nhầm nhá, trở lại chút đây là 28 thì 18,2. Cái này là 18,2 hả? Đây là vẫn là 7,8 đúng không? Cái này thay đổi là 18,2, giờ chia lại. 7/3 hả? Ok, 7/3 thì vẫn chọn thằng này 7 thằng này 3 thôi. Đấy, rồi, đúng rồi, mình không làm lại, đúng là mình bị nhầm lúc đấy. Ok, đây, cái là 14/2 đúng không? Cái là 7/8. Đây là 18/2. 18/2. Ok, vậy từ đó suy ra x trên y thì bằng 18.2 trên 7/8 bằng 7/3. Tại vì đây là chỉ tỷ lệ thôi, người ta không cho cụ thể là bao nhiêu gam mỗi thằng cả, không cho tổng gam là bao nhiêu, cũng không cho tổng mol là bao nhiêu, mà người ta chỉ cho tỷ lệ thôi. Vậy thì ta có quyền chọn x bằng 7 và y bằng 3, sau đó mình sẽ tính toán tiếp. Nào, bây giờ mình sẽ viết quy trình. Cái quy trình là meter cộng với lại euro thành 2 lần H3. Đấy, sau đó thì ta viết đây là ban đầu vừa rồi mình chọn là nitơ là mấy nhỉ, nitơ là x à đâu, nitơ là y là 3, hydro là x là 7, đây là 3, đây là 7 cân bằng là 3. Đấy, đấy là chưa có gì không. Rồi, phản ứng để ta gọi số mol phản ứng của nitơ là x, của hydro sẽ là x nhân 3 trên 1 đấy, đây sẽ là gì? 2 đấy. Sau thì em cứ lấy phần đầu trừ đi không? 3 trừ x, 7 trừ 7, 7 đúng rồi. Bây giờ ta có tổng số mol sau, tất cả này cộng vào này, tất cả tổng số mol sau này cộng vào 3 trừ x cộng với lại 7 trừ 7 cộng với lại 2 x. Không cần trong mỏng, để trong mặt không cần đâu, mặc cái này cũng không, mặc cái nó cũng không sao, nó khỏi dấu trừ đâu mà quan tâm, dấu cộng không cần. Để xong mình rút gọn đi, 3 cộng 7 bằng 10. Đấy, ở đây xin lỗi nhé, đây là 3 trừ x, x trừ x nhân trừ x là trừ 4 x, trừ 4 x và cộng hết là trừ 2 x, trừ 2 x để tổng thông phân sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái dữ kiện tiếp theo. Đây, dữ kiện tiếp theo đây chính là cái tỷ khối của hỗn hợp B. Đấy, do video bằng 6.125 thì nó là cái gì? D của B so với hydro thì bằng M lớn của B. Đấy, trên M lớn của hydro. Nhưng mà đây là hỗn hợp khí, là nó M trung bình bằng 6.125. Đó, tính thầy M trung bình 12,2. M trung bình của B bằng 6.125 trên 12 bằng 12.25, đúng rồi. Vậy thì ta có M trung bình của B, đúng rồi, có 3 chất, nó ra 3 chất. Đấy, chứ không phải 2 chất nữa. Thì nó được tính bằng M tổng M sau trên tổng là sau tổng quát là như thế.
Thế nhưng mà chúng ta không nên mà sau là lấy m của cả hydro, m của nitơ, m NH3 cộng vào. Đấy, sau phản ứng thì nó có ba thằng này này. Cả thằng này, có cả thằng này nữa. Đấy, nhưng mà mình không nên lấy ba cái, nó sẽ hơi bị mất thời gian. Tốt nhất là em nên dùng này. Bảo toàn khối lượng m sau thì bằng m gì nhỉ? Ở ban đầu. Đây, đây chính là dưới trên đây này. Là bảo toàn khối lượng. Thế tắt nha, bảo toàn khối lượng. Thế còn sau thì vẫn giữ nguyên như thế. Đấy. Mà ban đầu thì em biết rồi, mà ban đầu chính là m của nitơ cộng m của gì? H2. H2 ban đầu. Đấy, ban đầu. Cộng là sau với thay bằng đây. 10 sau 10 hay. Đây là cái này này. 10 chữ hết như này. 10 chữ hết. Đó. Thế mà monitor thì đây chính là cái ba này, cái ban đầu này. Đây thì tô màu vàng này cho nó rõ nhá. Đây chính là cái ba này. Đấy, thành quả hero ban đầu chính là 7 này. Mình sẽ lấy chính số đấy mình nhân mà lớn thì ra khối lượng ban đầu thôi. Đây. Tức là bằng 24. Bằng 3 nhân với 28. Nhân 24 à 28. 28. Cộng hero là 7. 7. Nhân với 2. Đấy. Trên 10 trở hết chữ nguyên. Xong một chút gọn đi. 98. 98. Đấy, cộng với bao nhiêu? 98. Cả 98 cả luôn. Trên 10 trở hết. Và theo đề bài nó bằng 12,25. Xong em chip full em thì mic vậy ít sẽ bằng. X bằng 1, ok. X bằng 1. Vậy thì bây giờ hiệu suất là cái câu hỏi của người ta là tính hiệu suất nhé. Như này. Câu hỏi người ta là tính hiệu suất chuyển hóa nitơ thành hydro. Đấy. Câu hỏi này là câu hỏi mình chú ý. Có hai cái loại hiệu suất em ạ. Hiệu suất chuyển hóa một chất với hiệu suất của cả phản ứng. Đấy, mình phải hiểu cái câu hỏi của người ta. Có hai khái niệm hiệu suất. Có đấy. Được. Thứ nhất đó là hiệu suất của cả phản ứng. Thì sẽ tính theo cái tỷ số nhỏ hơn. Đây tỷ số nhỏ hơn chính là cái gì? Như cái này này. Đây tỷ số nhỏ hơn này chính là hai cái tỷ số này này. Đấy. Cái nào nhỏ hơn thì tính theo đấy. Thì đấy được gọi là hiệu suất của phản ứng nhá. Đấy, H thành H là phản ứng. H phản ứng chứ không phải là H chuyển hóa. Nào, thế còn là tiếp theo này. Thứ hai là khái niệm hiệu suất chuyển hóa. Hiệu suất chuyển hóa của một chất cụ thể. Đấy. Thì luôn luôn tính theo chất người ta hỏi. Luôn tính theo chất người ta hỏi. Chất nó đề bài nó hỏi. Ví dụ hiệu suất chuyển hóa của nitơ của N2 thì sẽ bằng N phản ứng N nitơ phản ứng trên N gì nhỉ?
là lít tơ ban đầu nhân gì? 100. Nhân 100. Thế còn là hiệu suất chuyển hóa của hydro thì cũng thế thôi, bằng NH2 phản ứng, đúng rồi, trên NH2 ban đầu và nhân 100. Đấy, nghĩa là cái gì tính theo đấy là hiệu suất chuyển hóa của một chất. Thế còn hiệu suất của phản ứng thì tính theo tỉ số nhỏ thôi. Vậy thì để trả lời câu hỏi này, vậy thì áp dụng ở đây N, hiệu suất của H2 nhé, hiệu suất của nitơ chuyển hóa thành NH3 thì bằng N của nitơ phản ứng. Ở đây mình sẽ tính được nó chính là mấy rồi, là 1, đúng không? Đây là 1 đây này. Đấy, thế còn nitơ ban đầu chính là 3. Thì cái bằng 1 trên 3 nhân 100 thì bằng 33,33%. Đấy, thế là xong. Để em hiểu bài chưa? Hiểu. Để toàn bộ cái lý thuyết của nó như thế, xong rồi mình sẽ vận dụng tùy bài cụ thể nhé. Được rồi, thế bây giờ thầy sẽ cho em ghi chép lại. Lại cái video đã.